chào các bạn đã vào kênh của mình. Hôm nay rất vui vì được quay một chiếc xe cực kỳ đẹp. Chiếc xe công nông của anh Viên là tốt lắm. Thì độ tài luôn. Cái dây to không? Máy thì Kino. Anh em thấy máy cực to không? Máy bự chà bá luôn. Kino này. Máy này là tôi biết đâu. P90. Này là 31 triệu hay là 31 sức ngựa? 31 triệu á. 31 triệu hả? Tôi biết sức ngựa. Sức ngựa 325. 33 hả? 33 sức ngựa. Số tiền của một chiếc máy này là 31 triệu. Đây. Máy đóng móc. Tổng bao nhiêu? Tổng trị giá xe này bao nhiêu? 117. Tổng máy này là 117 triệu không? 117 triệu. Chiếc công nông kỳ đẹp luôn. Thải đóng móc thải này, nổi tiếng. Sagala. Có cơ hội quay là 117 triệu. Hey.